Rồi bữa nay mình cũng chào anh em á, mình muốn nói về cái vấn đề mà mưa rồi nha nè, mưa trời lạnh lạnh nè, là anh em gặp trường hợp mà nhiều cái trường hợp lắm, cái chót mọng gà anh em bị tím, tím tái là dạng lạnh với cái dạng nó bệnh khác nha anh em, nha, hai cái mọng mà anh em thấy tím cái chót mọng á, toàn là thường thường mấy gà bự á, mọng lớn là dễ bị tím lắm. Với mồng chót mồng, nói chung là mồng lá với gà mồng đứng rồi đó, mồng dâu cũng có, nó trời lạnh là nó sẽ bị, trời mưa nè, cũng như trời mưa đi là nó sẽ bị tím ta tái cái chót mồng á ha, tím ta tái cái chót mồng. Cái nhiều anh em á thì không có biết về cái mà cái mồng tím tái, cái này mình chia sẻ cho những cái anh em mà mới chơi gà nha. Còn anh em nào được định vô comment mà biết chơi gành sổi vậy, đừng có vô dòng xàm, chưa chắc ai hơn ai nha anh em. Mình muốn chia sẻ cho những anh em mà mới biết chơi hết, để ý những con gà mình biết cái dấu hiệu nó bệnh đó, nó bệnh và cái dấu hiệu con gà nó sung như thế nào. Con gà sung á là anh em nuôi nó sung á là nước máu cái mặt của nó, cái mọng nó lên dữ lắm, nó đỏ nó tươi thì mới kêu là con gà nó sung. Còn anh em mà cũng có hồi đó cũng có mấy clip tầm cái clip mà chỉ anh em mà cũng nhặt lắm, là cái mọng tím á là con gà nó sung. Anh em dọn gà cái mồng tím á, cái chót mồng tím á là con gà nó tới cử nó sung rồi. Thật sự ra cái đó tầm bậy anh em. Cái chót mồng con gà á, là trời lạnh, trời mưa nè, con gà nó lạnh, nó hơi tím cái chót mồng. Còn nắng nóng, còn nóng thì nhiệt độ nóng lên lại thì cái chót mồng nó bình thường. Ha, anh em để ý cho mình nha. Đừng có thấy mà cái chót mồng con gà mình tím anh em mới sung rồi, anh em ôm đá anh em. Cái đó gà chưa tới cử thế này nọ mà anh em thấy cái mồng tím cái anh em coi cái anh em nói ừ gà tới cử sung với nó cái mồng tím rồi. Thực ra là không đúng. Còn con gà mà bị mồng tím á, và mưa hay là trở gió anh em thấy nó tím nó bệnh á, là anh em nhìn con gà đi với cái mặt con gà anh em để ý nha, anh em xử lý liền cho mình, có thuốc anh em chích thuốc liền, chứ để mà con gà mà anh em cứ thấy nó bị cái mồng tím tái vậy, cái anh em nó ừ gà tới cử nó sung dữ lắm rồi, nó tím mồng gà này nó khùng luôn rồi anh em ơi, bà nội cha đó chui cái đầu ra làm gì á, cũng chết gì tại đó. Thì anh em coi con để gì mình để cho mình nha, con gà nó bị gió bị bệnh á, cái nó dấu hiệu nó hơi bệnh là anh em khác nha anh em. Và cái con gà mà nó bệnh á là cái mồng nó tím, nó đi từ từ, nó đi chậm chậm, anh em thấy nó không bình thường, nó chứ không bình thường. Ờ anh em thấy tím mồng đó, với cái da phân biệt cái tím mồng mà trời lạnh nó khác, cái tím mồng mà nó con gà nó bệnh là nó khác nữa ha. Con gà nó si nó vẫn tím mồng anh em, chứ không phải là đợi nó bệnh nó mới tím nha. Đó, mình cũng chia sẻ cho mấy anh em nào mới biết chơi, tại mưa tới nè, mưa tới là lạnh nữa rồi, anh em để ý anh em dòm con gà mình có nó sung, cái hiệu con gà nó sung bình thường không hay là cái hiệu nó bệnh đó, là anh em nhìn nó ít kỹ, phân cò phân gì đó thì anh em gặp, nói chung phân cái phân xanh đó, phân cò phân trắng đó, thì con gà mà ỉa phân như vậy là anh em dòm nó bệnh hay không là anh em dòm bầu diều đó, cái bầu diều mà nó tiêu hết bình thường á, để phân cò là con gà bình thường, tại vì trong cái đường ruột nó không có gì mà để nó tiêu cho nên để sẽ để phân cò ha. Rồi anh em nhìn con gà mà nó để phân cò mà cái bầu diều nó bự, nó có hút bầu diều ăn dọc để phân cò là con gà nó bệnh, xanh phân cò là con gà đang bệnh đường ruột ha. Rồi mình mời thì mình sẽ làm cái clip về nói về cái vấn đề thuốc cho anh em người bệnh mà mưa tới rồi đó, anh em để ý cho mình vào mấy con gà nó đi như thế nào, nó bình mạnh nó khỏe như thế nào đó, anh em biết con gà nó bệnh nó sung nè. Chứ có cái clip nhiều clip trước anh em coi, cái clip của mình không nói tên ra mà anh em nào coi anh em hiểu, con gà mồng tím là con gà sung là anh em coi cái clip đó tự anh em hiểu, mình không có nói ra, không đụng chạm với người ta đúng không. Thì mỗi một người là cái một cái ý khác nhau, không có người nào mà nó toàn diện là hay hết, thì nói chung mình có người ta có gì góp ý mình cũng góp ý theo đó, là cho anh em phân biệt là con gà anh em nó sung, chứ không phải là nó sung là không phải là nó sung là cái mỏng nó tím mà nó sung anh em nha. Mình anh em nuôi gà anh em phân biệt cho rõ là cái con gà mình như thế nào, chứ không phải là anh em nhìn cái mỏng tím rồi gom đá sung rồi tới cử rồi, thử là trời lạnh anh em, mưa xuống này là anh em giờ thấy con gà cái mỏng nó dễ tím tái lắm đó. Mình chia sẻ cái clip này cho anh em nhìn những cái dấu hiệu con gà nó bệnh hoạn gì đó anh em biết nên phòng, tại vì cũng nhiều anh em hỏi mình con gà nó bệnh vậy đó, rồi tới giờ anh em hỏi mình con gà, tới giờ anh em hỏi mình là con gà nó bị 2-3 ngày rồi, thuốc đâu mà chạy anh em đúng không. Mình nuôi gà anh em nuôi bất cứ một con gà nào anh em phải để ý từng cái cử động con gà anh em đi, nét mặt con gà
đặng anh em biết con gà nó bệnh hay là bị cái gì anh em chích liền, anh em xử lý liền. Chứ mà đã anh em đợi mà con gà nó tới giờ anh em thấy nó cũ rũ luôn đó, là anh em thua rồi, là con gà anh em nó bị nặng rồi, nó cũ rũ luôn là anh em hút chữa. Nó là hút do là hên xu cho anh em là cầu may á, là con gà anh em nó hên xu là nó sống hay nó chết á, nó chịu thuốc á, may rủi gặp thầy á, thuốc thầy á, nó chịu thuốc nó sống, rồi nó không chịu thuốc nó chết á. Đây con gà nó bị nặng, anh em phải nuôi gà nuôi ý. Trời trở gió trở lạnh mưa xuống là dấu hiệu con gà nó bệnh như thế nào anh em phải nhìn nó, anh em biết là con gà như thế nào nha. Rồi anh em biết rồi, phân xanh phân cò á, là con gà nó bầu dừa nó tiêu bình thường á, là tại sao, là vì nó không có bầu dừa, nó không có gì đó, nó tiêu nỉa nó cho nó phân á, nó sẽ phân cò phân xanh là cái đó bình thường. Còn cái bầu dừa con gà anh em á, mà nó đầy bầu nó ỉa phân nó rồi là con gà anh em đang bệnh. Tại là một là cái không tiêu, hai là con gà anh em nó bị gió nhẹ nó sẽ phân vậy đó. Thì mình làm cái clip này á, để cho anh em nào mới biết chơi á, anh em coi con gà anh em bệnh không là như thế nào, anh em xử lý anh em, chứ đừng có coi con gà cái mồng tím mà anh em nói sung nha, nó sung quá anh em đi đá. Tại vì có cái clip người ta làm đó thì anh em coi lại cho mình nha. Con gà trời nắng trời nóng đó là cái mồng nó bình thường, anh em đừng sợ. Tại vì trời lạnh á, bất cứ con gà nào cũng vậy, mồng bự sẽ tím. Rồi mình cũng có cái clip chia sẻ tới đây thôi, cho anh em nào mới biết chơi đó, anh em tham khảo coi con gà mình nó như thế nào để anh em phòng tránh cái mồng mưa có tới anh em. Thì nói chung mình thì cũng muốn chia sẻ cho mấy anh em nào tới, anh em nào mới biết chơi và đam mê gà giống mình thôi. Còn anh em nào xàm xí gì đó, kinh nghiệm đầy đủ rồi, thôi anh em khỏi câu clip mình, thôi câu clip tu để anh em vô bình luận, anh em làm xàm bực bội lắm. Anh em làm hơn tu, anh em không bình luận tôi nha anh em. Rồi mình tới đây thôi nha, anh em ha, chào anh em nha.